Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mọi việc chúng con hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận bệnh nhân Lê Văn Sáng, là một người anh em của chúng con đã bị ung thư đại tràng gốc di căn của bụng. Đây là một trong những căn bệnh gọi là căn bệnh nan y. Theo tự nhiên thì căn bệnh này không có thuốc chữa trị. Chúng con cầu xin Chúa hãy chúc phúc lành cho người anh em của chúng con để họ mau được bình phục, họ trở về quê hương, họ phụng sự quê hương của họ và họ lo cho gia đình, cho vợ con, cho chồng sớm láng giềng. Cha cũng mong cộng đồng mạng hãy cầu nguyện cho anh Lê Văn Sáng được mau khỏi bệnh, cầu nguyện cho ông chủ tịch chữ thập đỏ xã, gia đình của anh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bây giờ cha nói cho con nghe, theo lý mà nói cái bệnh của con là nếu con không đến đây trị con sẽ chết. Con có hiểu được điều này không? Con có ý thức rõ được điều này không? Nếu như con đến đây con trị thì cơ hội sống rất là cao. Còn ngược lại con ở nhà con điều trị hoặc là con lên bệnh viện con xạ trị thì nhất định con sẽ chết. Có lắm là trong vòng một năm hoặc là trở lại thôi chứ không hơn. Do bởi cái căn bệnh của con nó đã là thời kỳ cuối rồi con. Ung thư đại tràng mà cái gốc nó là di căn ổ bụng lớn. Vậy thì nếu như con ở nhà thì chắc chắn con sẽ chết. Mà nếu như con đi Triều An, con đi các bệnh viện lớn ở trên Sài Gòn, đây là bệnh viện Triều An đây, đây là bệnh viện lớn đây. Con vô quá chắc chắn con cũng sẽ chết luôn. Vậy là con suy nghĩ con đâu còn đường đi nữa phải không? Năm nay con nhiêu tuổi rồi? Sinh trời ơi, trẻ quá trẻ. Vậy cha mong rằng với cái độ tuổi này con sẽ phục hồi trở lại. Nhưng mà điều quan trọng nhất là con phải nghe theo lời phác đồ. Con đã lên mạng con biết được cái chương trình của cha trị bệnh ở đây. Thứ nhất là con phải tuyệt đối đi theo phác đồ. Cái phác đồ của cha rất là quan trọng. Cha ở đây cha trị bệnh bằng công nghệ không? Hồi xưa giờ ông chủ tịch chữ thập đỏ có nghe nói ai trị bệnh bằng công nghệ không? Chưa nghe. Đây, cha dưới đây đây là công nghệ nano nha. Công nghệ nano. Cái từ nano nó là nước. Nó là cực nhỏ ha. Ví dụ như là còn ngày xưa đó, nãy giờ mọi người tới đây thấy người ta cắt lúa đó. Ngày xưa thì mình muốn cài cấy hay gì đó ha. Hay là cắt lúa gì đó thì mình dùng con trâu để mình kéo cài, dùng cái tay của mình cắt lúa, gọi là cắt thủ công. Sau này người ta nâng cao cái công nghệ đó lên thì ta làm công nghệ máy móc. Rồi sau này mình cắt lúa vô rồi mình có cái máy suốt, mình suốt. Rồi bây giờ nó công nghệ cao cấp hơn nữa là máy liên hợp, tức là vừa cắt vừa suốt luôn, vừa cắt xong là lúa ra khỏi vỏ luôn, khỏi cái bông lúa luôn. Vậy là ta dùng cái công nghệ mới, cho nên bây giờ thay vì mình cắt lúa rồi mình trở về nhà rồi nó mới dùng con trâu đạp hay con bò đạp, rồi hay là mình không có trâu có bò mình phải bỏ vô cái bồ đập cho nó bể ra, đó là gọi là làm thủ công. Còn bây giờ người ta làm công nghệ mới, người ta làm bằng máy móc, ta chỉ cắt một cái một là xong, gọi là công nghệ mới. Thì từ xưa đến giờ là theo Tây lịch, theo tính từ cái mốc Chúa Giêsu Giáng sinh đến giờ là 2018 năm. 2018 năm. Tức là 21 thế kỷ. 21 thế kỷ. Tức là khoa học, y khoa đã tìm đủ mọi cách để mà chữa trị cho nhân loại trị bệnh.
tìm đủ cách để chữa trị. Nhưng mà họ càng tìm, càng tìm cái cách chữa bệnh đó nha. Họ càng tìm cách chữa bệnh thì cái bệnh nó càng cao cấp, nó không dừng lại. Thấy họ càng tìm thì cái bệnh nó càng lên, rồi nó càng cao. Ví dụ như ngày xưa ông cha của mình đâu có chuyện ung thư, phải không? Ngày xưa của mình là ông cha của mình cùng lắm là bệnh mình nghe ổng té ổng chết hay gì đó, mình cho là con lồng gánh, hay là bị thời buổi mà khoa học công nghệ chưa tiến bộ đã gọi là máu xâm hay là này kia. Còn ngày hôm nay nó gọi là không gọi là máu xâm nữa mà nó gọi là tai biến hay là đột tử hay là đột quỵ hay là tai biến mạch máu não. Tức là khoa học, sau khi khoa học tìm ra được cái tên của bệnh, vậy thì hiện nay trên thế giới nó tìm ra được rất nhiều cái tên bệnh. Nhưng khi con người phát bệnh càng cao thì khoa học tìm ra được cái tên bệnh đó. Nhưng mà khoa học không có một cái cách để mà chữa trị, chữa bệnh. Tuy mặc dù là khoa học là tìm ra được cái tên của bệnh đó và tìm đúng bệnh đó, nhưng mà không có thuốc chữa trị. Cụ thể như cái bệnh này là cái bệnh ung thư đại tràng di căn ổ bụng. Cái bệnh này hiện nay là khoa học, y khoa thế giới nè, không có thuốc chữa trị cái bệnh di căn ung thư đại tràng di căn ổ bụng. Mà nếu có chữa cho con đó thì họ dùng một cái loại hóa chất để họ khống chế cái ung thư đó. Mà cái loại hóa chất đó là nhằm mục đích là để làm cho cái ung thư đó nó không lan rộng. Nhưng mà nó còn ung thư không? Nó không lan rộng chứ nó không bao giờ hết ung thư. Ngược lại ở đây cho tìm ra được một cái công nghệ nano. Đây là cái công nghệ chữa ung thư, chữa bệnh ung thư, chứ không phải là khống chế bệnh ung thư. Hai cái khác nhau đúng không? Ví dụ như bây giờ là mình nhà mình cặp mé sông thì mình làm cái hàng rào để cho con cháu mình nó đừng té xuống đó, phải không nè? Tức là mình khống chế nó lại, mình không cho nó té xuống sông. Bây giờ mình muốn cho nó đừng té xuống sông nữa, mình không cần khống chế nó thì mình làm sao? Lấp sông, phải không? Thì nó mới là hết té. Còn bây giờ mình chỉ có một cách là mình xây cái hàng rào để mình khống chế nó lại. Nhưng mà mình khống chế nó thì nó sẽ té không? Sẽ có ngày nó té, không biết ngày nào, đúng không nè? Vậy bây giờ mình chỉ còn cách là mình muốn nó không té xong nữa, mình lấp cái sông nó lại là nó không té. Vậy thì bây giờ hiện nay khoa học trên thế giới chỉ tìm cách là khống chế cái bệnh của con là ung thư đại tràng di căn ổ bụng, là khống chế. Vì khống chế được ngày nào thì nên ngày, ngày đó. Chứ họ không tìm ra được một cái phương thuốc để mà chữa bệnh. Đã vậy không? Hiện nay cha đang tìm ra một cái loại thuốc công nghệ nano, gọi là cái công nghệ chữa bệnh ung thư của con đó. Giống như nãy cha nói, một đứa bé mà mình muốn nó đừng té xong thì mình phải lấp xong là mãi mãi nó không té. Vậy thì mình tìm ra một cái loại công nghệ nano này để chữa bệnh thì mãi mãi con không còn bệnh ung thư. Còn nếu mà khoa học hiện nay trên thế giới 196 quốc gia nó đang tìm ra một cái loại thuốc khống chế ung thư thì sẽ có một ngày con bị ung thư trở lại. Cũng giống như mình làm cái hàng rào, mình khống chế đứa nhỏ thì sẽ có một ngày nó té xuống sông, không biết ngày. Mà khi nó té xuống là chết không? Chết. Vậy thì khi họ khống chế con như vậy thì con tạm thời cái ung thư nó dừng lại. Nhưng mà rồi sẽ có một ngày nào đó nó phát tán lên là con sẽ chết. Con hiểu chưa sáng? Con hiểu rõ không? Vậy khi con đến với cha để chữa bệnh ung thư thì điều đầu tiên con phải hiểu được cái công nghệ này. Và hiện bây giờ cha không có thời gian để giải thích cho con công nghệ này. Nhưng mà tất cả những bệnh nhân người ta ở đây, người ta hiểu, kẻ ít người nhiều.
con ở đây con sẽ hỏi những người đi trước. Tại vì ở đây hiện giờ là bệnh nhân vô rất là đông. Mỗi một ngày 2 ca, 1 ca, 2 ca, 1 ca, ngày nào cũng có hết. Như vậy là theo cái tình huống này thì hiện giờ là không còn phòng trọ để ở hết luôn. Bây giờ nếu con muốn mướn phòng trọ con phải đi xa. Chứ còn con ở gần đây không còn phòng trọ nữa. Còn nếu mà con muốn mướn phòng trọ mà đỡ tốn tiền con phải mướn, đỡ đi xa con phải mướn cái nhà nghỉ. Nhà nghỉ như vậy nó mắc tiền hơn. Cho hy vọng một thời gian gần nữa thì những người xung quanh đây họ xây phòng trọ. Thì lúc đó thì con sẽ mướn phòng trọ có khi 1,5 triệu, có khi 2 triệu là hết mức. Thì như vậy cái số tiền này nó vừa túi tiền để cho con chữa cái bệnh ung thư này. Vì cha nói cho con một lần nữa, hiện nay cả 196 quốc gia, nghe kỹ cho nói nha, 196 nước trên thế giới chưa có một nhà khoa học nào, một bác sĩ nào, lương y nào, một thiên tài nào tìm ra cái công nghệ này để chữa bệnh ung thư cho con ngoài cha Tường ra. Nghe kỹ không? Nhìn cha nè. Rồi nhìn ngay cha nè cho nó ngon. Rồi 196 nước chưa có một nhà bác học, khoa học, nhân tài, thiên tài nào tìm ra một cái công nghệ này để chữa bệnh ung thư cho con. Nhìn ngay cha này không? Ngoài ông cha Tường ra đang tìm ra công nghệ này để chữa bệnh cho con. Vậy con mừng không? Con vui không? Con thấy con được sống không? Sống mà không mừng, vui gì sống vậy? Mình chết. Ông chủ tịch chữ thập đỏ vui không? Người anh em trong đất nước của mình, đúng không? Nếu bây giờ cha Tường là người Đài Loan hay là người Campuchia hay là người Miến Điện hay là người Africa, cha nói tiếng Africa không, hoặc là cha là người Quảng Đông thì làm sao mà con chữa bệnh được. May mắn cho con là cha là người Việt Nam, cha nói tiếng Việt, cha viết tiếng Việt, con thấy được. Hiện tại phòng khám của chúng ta đây có một người là người Taiwan, là người Hàn Quốc. Ê, Đài Loan, cho khoái người Hàn Quốc. Người Đài Loan, họ không có nói tiếng Việt được không? Mà họ phải đang nằm ở đây đi. Họ đang nằm ở đây để họ chữa cái bệnh ung thư dạ dày. Mà cả cái đất nước Đài Loan không chữa được. Giờ cha nói lời cho con nghe một lần cuối cùng, cha không nói nữa, không phải cha khoe cha đâu. Nhưng mà cha nói 196 nước trên thế giới, kỹ sư, bác sĩ, khoa học, thiên văn, địa lý, cái giống gì nó cũng biết hết, mà cái chữa ung thư nó không biết chữa. Mà may mắn cho con là còn được cha ở đây cho chữa ung thư. Cha nhận bệnh con là coi như đời có của con là còn có phước. Vậy con phải theo lời hướng dẫn của các thầy lương y ở đây. Bắt đầu từ hôm nay con phải thầm thỉ. Con đạo gì? Con phải thầm thỉ cầu xin ông trời, được không? Ông trời không lẽ con không thờ ông nói chết rồi, phải không? Con phải thầm thỉ kêu xin ông trời cứu con bằng cái công nghệ nano này, để con về con còn sống những năm, những cái thời gian còn thừa của con, con cứu vãn những đứa con. Và con làm chứng cho gia đình, dòng họ, chồm xóm láng giềng của con rằng con đã tìm ra được một công nghệ nano để chữa bệnh ung thư cho con. Còn cái công nghệ nano này như thế nào cha không cần nói cho con biết. Chỉ cần con biết cái công nghệ nano để chữa ung thư thôi. Vì cái công nghệ nano này cha đã rao truyền trên thế giới, chứ không phải là cha chỉ nói với con hôm nay. Cha đã nói quá nhiều về công nghệ nano này rồi. Vậy thì tất cả những người bệnh, những người nuôi bệnh, kể cả ông chủ nhà trọ, ông Rạng ngồi đây nè, ông cũng biết. Ông cũng biết cái công nghệ này chữa bệnh bằng cách ăn cháo trắng, rồi ăn uống thuốc núi này, vân vân này kia. Nhưng mà con ơi, cái công nghệ này nó khó nữa. Nếu công nghệ này dễ thì 196 nước này người ta sẽ tìm ra được.
nó sẽ tìm. May mắn là cha đã tìm ra được công nghệ này và cha đã cứu con. Nói theo đạo Phật chứ kiếp trước là con có thể là thân thiện gì với cha đó, kiếp này con mới được gặp cha. Còn nếu như mà nói theo đạo Công giáo của cha thì thôi, thì anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạng nha. Con hãy nhớ điều này nha. Vậy hiện nay nhân loại càng phát triển thì con người càng văn minh, mà con người càng văn minh thì cái văn minh đó nó dẫn con người đi đến một cái gọi là, một là tốt, à hai là xấu đó. Nhưng mà ngày hôm nay hầu như là tất cả các quốc gia, 196 quốc gia này, hầu như là Việt Nam của chúng ta là bệnh nan y nhiều nhất trên 196 quốc gia. Cái nước Việt Nam là bệnh nan y là nhiều nhất trong tất cả các nước trên thế giới. Vậy thì con người càng tìm ra những cái tiềm năng thì bệnh tật con người càng tăng. Ngày hôm nay Mỹ nó đi đến không trung rồi, nó đi lên, nó phi thiền lên vũ trụ rồi, thì con người, cái bệnh tật của con người nó cũng càng phi thiền lên theo. Và con người càng đi cao chừng nào thì bệnh tật nó càng đi theo chừng đó, nó rượt sang rượt. Rồi khoa học mỗi ngày một bí, rồi con người càng tiến tới rồi. Ngày xưa thì chết bằng súng đạn ít hơn ngày hôm nay chết bằng bệnh tật. Ngày xưa mình nghe nói là Việt Nam chống Mỹ, rồi Việt Nam chống Pháp, rồi Việt Nam chống Tàu, vân vân. Nhưng mà cái số lượng người chết ít hơn ngày hôm nay con người chết vì bệnh tật. Số lượng ngày hôm nay con người chết vì bệnh ung thư này. Lâu lâu ở xứ mình, lâu mình thấy lâu lâu có người chứ không phải đâu con. Kéo ra một cái là đầy bệnh ung thư. Vậy con phải vui mừng vì cái chỗ là cha đã tìm ra được một cái công nghệ nano để chữa bệnh ung thư cho con nha. Còn hiện tại con đi đến đâu con cũng không có được cái cơ hội chữa bệnh này. Vậy cha khuyên con một điều là con phải vì gia đình, vì sự nghiệp, vì tương lai, vì con cái, vì quê hương, vì xóm riền, vân vân, con phải giữ cái công nghệ này cho tốt. Và con giữ cái công nghệ này như thế nào thì chắc chắn con sẽ hỏi các lương y, các bác sĩ, người ta sẽ chuyển chẩn cho con mỗi ngày, người ta sẽ có cách để chỉ cho con mỗi ngày nha. Và con theo cái cơ sở đó thì cái cơ hội hết bệnh của con rất là cao. Còn nếu con không theo cơ sở này thì cơ hội hết bệnh của con rất là thấp. Có những người sau đây mà cha cho là rớt vì cái công nghệ này. Còn có những người sau đây cha cho là đậu vì những công nghệ này. Cha nói cho con biết nha. Ở đây cha sẽ nói cho con biết rõ để con chữa bệnh. Không có lý do mà cha đứng đây cha nói chuyện với con mất giờ cha vậy. Nhưng mà vì cứu con thì cha phải đứng đây cha nói. Sau một thời gian cha dùng cái công nghệ nano này để cha chữa bệnh thì cha thấy có hai thành phần sau đây. Một là thành phần lớn tuổi. Hai là thành phần trung niên, tức có nghĩa lớn tuổi, có nghĩa là từ 60 tuổi trở lên trăm. Còn trung niên là từ 20 trở lên 60. Hai cái độ tuổi này sau một thời gian cho trị ung thư chết ngang nhau. Hai cái độ tuổi này mà nếu theo cái công nghệ này, với điều kiện mà bệnh ung thư vừa phát hiện ra về gặp công nghệ này là hai độ tuổi này không tuổi chết. Nhưng hai cái độ tuổi này sau khi phát hiện ra bệnh ung thư rồi thì khi trở về đây mòn mỏi quá, cho nên cái khả năng sống không cao. Lý do thứ nhất, đối với người lớn tuổi, con biết á, người lớn tuổi thì họ ăn không nổi nữa. Phải vậy không nè, cho họ ăn cái gì họ ăn cái đó. Như vậy thì đối với người lớn tuổi mà dùng cái công nghệ này để trị ung thư thì cái khả năng phục hồi nó chậm dữ lắm. Do bởi là cái vốn sức khỏe của họ đã mòn,
cái vốn sức khỏe của họ đã mòn. Ngược lại, cái vốn sức khỏe mòn mà cho ăn cháo nano nào nữa thì nó không đủ sức để tăng cường. Do vậy mà từ 60 cho đến 100 thì chết 10%. Ở đây cho chị chết 10%. Như vậy là 10 ca là chết mấy ca? Hả? 1 ca. Rồi, vậy là chết cha chị giỏi dữ lắm rồi đó. Cha biết cha chị như vậy là cha giỏi dữ. Cha nói đây là mẹ của anh Đặng. Từ 60 trở lên, tức là cái vốn sức khỏe bà không còn. Vốn sức khỏe bà không còn. Do vậy mà khi bà ăn cái cháo này vô thì cha phải dùng cái công nghệ này, cha phải hỗ trợ thêm. Cho nên những người già ở đây cha không cho ở nhà trọ mà cho ở đây hết. Để cha hỗ trợ thêm sức khỏe. Vậy thì người lớn tuổi mà khi trở về đây trị ung thư với công nghệ này, thì người lớn tuổi nếu mà trở về với cái sức khỏe mà còn đi đứng ăn uống được thì chết 10%. Vậy 10 người là chết 1 người, 100 người là chết 10 người. Vậy tóm lại cha cũng được 10 điểm rồi đó. Trị ung thư mà vậy là 10 điểm rồi. Còn cái người trung niên từ 20 tuổi cho đến 60 tuổi, vốn sức khỏe của những người này là cao. Nhưng mà khi họ nghe nói ăn cực, ăn khổ, ăn kiêng, ăn kiệt đâu đó, họ không chịu. Họ ăn 5-3 bữa thôi, rồi họ cũng dặn này bẻ ống, họ kiếm cái này kiếm cái kia họ ăn. Tức là thay vì con vô đây con trị cái bệnh ung thư thì con sẽ ăn cháo trong cái giai đoạn chữa ung thư. Tức là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Trong giai đoạn này con ăn được có 1 tháng rồi. Bắt đầu con nghe cơ thể con nó khỏe rồi. Với cái vốn đang có từ 20 tới 60 mà cái vốn sức khỏe mình đang có rồi, mình thấy mình không còn đau đớn nữa, cái bắt đầu qua tháng thứ hai là mình lén ăn, đúng không? Mình lén ăn. Cha nói vậy là ông Rạng biết hết, bị ông chủ nhà trọ mà đâu phải cha không biết. Rạng cha hiểu hết rồi, con cha hiểu năng lén hết. Bắt đầu tới tháng thứ hai là con nghe trong người con nó khỏe lên, con lén con ăn. Cái ngược lại là cái thức ăn mà con ăn lén đó, khi đi vào cơ thể con nó không nano, bắt đầu nó làm nghẹt lại cái hệ thống tiêu hóa của con, tự động con chết. Vậy bắt đầu tới tháng thứ hai là nó rớt. Vậy là cái người trung niên mà nếu trung thành với công nghệ này là sống 100%. Mà nếu không trung thành với công nghệ này thì chết 100%. Còn từ 60 đến 100 tuổi trung thành với công nghệ này thì sống 90%. Còn nếu không trung thành thì chết luôn chứ không có nói. Không có ngày chữa. Vô ăn bữa một ngày chết luôn. Tại vì cơ thể mình nó hết xíu quá. Nè, vậy con đang nằm trong cái khung từ 20 tới 60 vậy là con ở 30. 35 tuổi. Rõ ràng con vô đây con trị 3 tháng nè. Đó. Trong một tháng đầu con nghe lời thầy thuốc bác sĩ vậy đó. Dạ không à. Bắt đầu tháng 1 tháng đầu tiên bắt đầu nó vượt qua cái ung thư rồi. Nó trở nên cái thành phần là viêm nhiễm thôi. Bắt đầu con nghe nó bớt đau, bắt đầu con rình ra. Lén rình. Ngay cái chỗ lén rình này trong khi đó là cái cơ thể con nó đã sạch rồi. Con ăn lộn xộn thức ăn vô, con lén rình con ăn vô ngay chỗ này tự nhiên nó nghẹt nó rớt kìa. Con thấy ghê gớm không? Đây là kinh nghiệm của cha nha. Cha dạy cho con như vậy là rõ dữ lắm đó con. Như vậy con ở tuổi 35 là khi con vô trị một tháng đầu là vì cái vốn sức khỏe con đang có. Cho nên con là mau bình phục chứ lắm. Thì từ cái chỗ con thấy con bình phục rồi, bên cạnh mình có thầy có thuốc mà không tốn tiền nữa, ăn đi lén ăn đâu có ai biết. Nhưng mà con lén ăn là thiệt thòi cho ai? Cho con. Phải không nè? Chứ đâu phải thiệt thòi cho cha và thầy thuốc. Nhưng ở đây nếu cha phát hiện con ăn lén như vậy, cha đẻn đuổi con như thường. Vì con làm phá hỏng cái công nghệ nano cho người khác. Con hiểu không? Con không được phá hỏng cái công nghệ này. Và ở đây cha trị bệnh, chỉ cần con không có người nuôi con ban đêm là cha phải đuổi tức khắc. Đuổi con về liền. Chỉ cần con thèm nước dừa con uống thôi là cha đã đuổi con về liền. Chỉ cần con xin uống thôi là cha đã đuổi chứ không cần nó uống. Bởi vì con không có bỏ được cái chuyện này, bỏ được chuyện ăn này là nhất định con sẽ chết.
Mà khi cha biết con ăn vào cái này là nhất định con chết thì cha chứa con chi đây, cha đủ cho rồi. Phải không? Cha biết chắc cái công nghệ cha đưa ra là sống mà con ăn. Tháng thứ 1 con đã sống rồi mà qua tháng thứ 2 con đòi ăn, cha biết chắc con ăn là con chết. Vậy cha giữ con lại anh chị. Phải không? Rồi, trong thời gian con chữa bệnh ở đây, con biết là bây giờ cái pháp lý nó quan trọng dữ lắm. Người ta cho mình mướn nhà trọ ở, cái nhà trọ người ta cất lên để cho người mạnh khỏe trọ chứ ai cho người bệnh trọ. Phải vậy không? Mình là người bệnh mà người ta cho mình trọ là cái đó là cái mình phải mang ơn chủ nhà trọ. Ai mà cất nhà mà rước cái người ung thư vô ở trời? Một tháng 1 triệu, 2 triệu đối với cái người mà cất cái nhà trọ 5-10 tỷ nào đâu lớn. Mà vì cái lòng từ bi của ông chủ nhà trọ đó mà ông rước con vô ung thư, mà ông rước con vô nhà trọ ông ạ. Mà nếu ông chết, con chết, ông phải có cái cách để ông làm sáng tỏ. Con thấy ông chủ nhà trọ cực. Vì thế mà trong quá trình con điều trị ở đây, mà nếu không có người nuôi ban ngày kể cả ban đêm, cha đuổi con liền, cha không cho phép con làm khó ông chủ nhà trọ. Cha nói vậy đúng không? Mọi người đây thấy đúng không? Đâu phải con nói con mướn nhà trọ rồi con ở mấy người là ở cái đó là con không bệnh. Con mướn nhà trọ con ở, ở đây ông chủ nhà trọ ổng cho con ở thôi, nhưng mà cái trách nhiệm là của cha đây nè, quan trọng. Hiểu không? Vậy khi con ăn tật cái phát đồ công nghệ nano này thì tức khắc là con phải ra khỏi phòng khám, và không có người nuôi con, tức khắc con phải bị ra khỏi phòng khám. Con hiểu vấn đề chưa? Cha phải nói rõ cho con nghe vậy nha. Con từ 60 đến 100 tuổi là cha đã tính rồi. Nếu về sớm, về kịp thời thì rớt 10%. Còn từ 20 đến 60 mà nếu theo phát đồ này là sống 100%. Mà đi trật phát đồ là chết 100%. Bởi vì cái người 60 tới 100 ta không ăn được nhiều nữa, cho gì ăn đấy à. Còn cái người 20 tới 60 này đòi ăn. Hiểu không? Đòi ăn. Đòi ăn dữ. Và chính vì cái chỗ đòi ăn đó mà qua tháng thứ 2 là rớt. Qua tháng thứ 2 là nguyên một tháng đầu tiên là chuẩn bị về rồi đó. Nhưng mà nó không chịu đâu, nó thấy bắt đầu bớt rồi, có thầy, có thuốc, có đủ thứ, lén ăn. Lén ăn, ăn xong rồi 5-10 bữa sau là tự động rớt. Không sống nổi luôn. Vậy cha nói với con là con hiểu hết rồi. Nói cái chuyện hiểu hết rồi chứ con hiểu được nhiêu đây thôi. Con hiểu được cái tuổi này, cái cách rồi trị bệnh như thế nào. Ở đây cha trị bệnh cho con là cha trị bệnh trên tinh thần yêu thương và cho không. Nha. Có nghĩa là cha không lấy con một xu nào hết. Cha hoàn toàn cha trị bệnh cho con là trên tinh thần yêu thương cho không. Trên thế giới này không có một con bác sĩ nào mà yêu thương và cho không. Đúng không rạng? Trên đời này 2018 năm chưa xuất hiện một người chữa bệnh không lấy tiền. Chưa xuất hiện 2018 năm. Còn nếu lịch Phật là 2600 năm, chưa hề xuất hiện một người yêu thương và cho không. Mà yêu thương và cho không bệnh nan y, ví dụ như là bệnh ung thư đại tràng di căn ổ bụng, nếu con đi bác sĩ là con từ 100 triệu trở lên. Rồi về nhà chết. Cha nói đúng không? Từ 100 triệu trở lên. Rồi khi về tới nhà chết. Còn ở đây yêu thương không tốn một xu nào hết, cho không không tốn một xu nào hết, về tới nhà sống. Nếu như theo phát đồ cha thì sống 100%. Cha đâu cần nói cố gắng, cha chỉ nói như thế thôi. Tại vì ở đây tất cả mọi người vô đây cha đều nói cái nguyên tắc để cha chữa bệnh. Do cha chữa bệnh cho, trong tương lai cha sẽ chữa bệnh 196 quốc gia. Cha đâu chữa cho con đâu. Vì thế con chỉ cần theo nguyên tắc này là con được chữa bệnh.
Còn con đi sai nguyên tắc này thì tự động con rớt cái bích về tới nhà liền. Đó, cha nói đó là chứng minh là ông Rạng đó. Ông Rạng sinh cho một người chỉ ngủ, chỉ dán nhà một đêm thôi đó là đuổi vào lúc 9 giờ đi. Không cho sinh. Vậy, con đi bác sĩ con sẽ tốn từ 100 triệu nhưng kết quả là chết. Còn ở đây con kết quả yêu thương và cho không, và kết quả là sống. Nếu con theo phát đồ công nghệ nano, con sống 100%. Dễ không con? Quá dễ. Cha nói cho con nghe, nếu mà cha trị bệnh mà sống rồi, bác sĩ biểu cha làm gì cha làm đấy, miễn là cha sống là được. Đúng không? Miễn là cha sống là được. Có đâu mà nó tháng thứ nhất nó ăn được rồi, tháng thứ hai nó thấy khỏe, năng lấy. Ông Rạng là tội lớn lắm, ông biết nhưng mà ông không khai. Ông sợ ông mất khách. Cha nói con đồng ý không Rạng? Con nói là tao không nghe chơi. Nói bữa trước coi sao thấy cửa nghe chết. Rõ ràng con đang muốn chết đi, cha nói cho con nghe nè. Con làm như vậy đó, thực ra đó con sai lầm lớn lắm. Tức là con đang làm cho người ta đi chết. Nếu con thấy người ta ăn rồi là con cản trở liền, con báo cho cha biết. Đó mới là con là một người từ bi thật sự. Thấy không? Mà nãy giờ cha nói công nghệ này con thấy đúng không? Nếu tháng thứ hai mà con ăn là con chết rồi. Tự con chết, tự cơ thể con đi giết. Và con đâu được qua tháng thứ ba. Ông nhờ bữa nay sao rồi? Ông nhờ bữa nay khỏe không? Ừ. Cha nói rồi. Tháng thứ nhất là nó vô, nó nói là ăn cháo không quen rồi, cha thấy có vấn đề. Tự động tháng thứ hai rớt bệnh bình thường. Vậy cha nói với con rồi đó nha. Con ơi, ngày hôm nay cha nói 196 quốc gia này là 196 nước trên địa cầu này, không có một lương bác sĩ, nhà tu hành, linh mục, giám mục, hồng y, giáo hoàng, đạt ma, sư tổ, dẹp hết. Không có ông nào tìm được công nghệ này để chữa bệnh hết. Không có ông nào được phép xưng hùng và xưng bá lại hết. Tại sao? Tại vì họ sai. Họ sai ở chỗ nào? Họ sai ở chỗ là Chúa không cho phép ăn động vật. Họ sai ở chỗ nào? Đức Phật không cho phép ăn động vật. Mà đạo Phật nó vẫn ăn chay, ăn kỳ, ăn ngài, ăn Nam Tông, ăn Bắc Tông. Còn đạo Công giáo nó ăn sạch. Con thấy không? Cha nói thật chứ con, cha là người có ngai vàng. Cha là linh mục Công giáo, cha là cha chánh sở nha con. Đáng lý ra là cha muốn ăn cái gì cũng được hết. Nhưng mà cha dẹp cái vụ ăn đó, cha quay trở về nhà, cha ở trên một cái mảnh đất như thế này. Do bởi cha hiểu được Thiên Chúa đã mặc khải cho cha cái chỗ là không ăn động vật. Và chính vì cái chỗ cha biết ăn động vật là sai cho nên cha mới hiểu được công nghệ này. Hôm nay cha mới cứu được con và cha mới mở được một cái bệnh viện, nhà thương lòng Chúa thương xót này. Chuyện cha đang chữa bệnh ở đây, chuyện này là ý trời chứ không phải ý cha. Không có ý ai biết làm được chuyện này, ý của ông trời. Không có ý của con người ở đây. Cha hỏi con, trên thế giới này người ta không trị được ung thư mà cha trị được bằng công nghệ nano, có phải là đây là ý trời không? Chứ không phải ý của cha. Vậy thì khi đã nói là ý trời rồi thì con người đừng đụng vô. Không được, không nên. Đừng đụng vô kiểu là con đừng có phá công nghệ này con chết. Đừng đụng vô chỗ đó. Tức là con biết được công nghệ này cha nói rồi thì khải con đã đi trị bệnh thì con ăn cua. Con đừng làm sai, con làm sai là con mất mạng nha cha. Hiểu không nè? Cha đâu có chết. Cha hoàn toàn cha đâu có bệnh. Ừ. Cha ngon lành lắm. Mà hai cha bệnh là chết luôn. Hai bệnh là chết luôn. Nghe không? Chứ cha đâu có bệnh như con. Vậy con đã là một người mắc bệnh rồi, con phải cố gắng nha.
Cha nói tiếp: hôm nay con được đến đây để chữa bệnh, có hai điều con phải cảm ơn. Ngày xưa đó, con nhớ lại đi, năm nay là con 35 tuổi. Cuộc đời của con có nhiều lần cứng đầu cứng cổ với cha mẹ. Mà con nhìn lại đằng sau lưng con đi, ai đi nuôi con vậy? Bắt đầu từ hôm nay trở đi, con phải nhớ cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Hiểu không? Ngày hôm nay vợ ở đâu? Con ở đâu? Có phải mẹ già này đi tiếp tục nấu cháo cho con ăn không? Rồi ngày hôm nay vợ ở đâu, con ở đâu? Có phải ông chủ tịch này bỏ vợ, bỏ con, bỏ cơ quan, bỏ tất cả để ngồi đây để cứu con không? Con thấy quan trọng không? Điều này con phải ráng cố gắng, con phải ăn năn sám hối mới được. Ngày hôm nay con mắc bệnh ung thư không phải là tự con mắc bệnh đâu, không có tự nhiên mà con bệnh. Con đã gieo cái gì đó, đúng chưa? Con đã làm một cái điều gì sai với trời rồi, con đã lỗi với trời rồi. Mà trời đó là ai? Là cha, là mẹ, là nhà nước của con, đúng chưa? Con phải ăn năn sám hối ngay cái chỗ này cho cha. Giờ đây vợ đâu, con đâu, chòm xóm đâu, láng giềng đâu, có phải còn cha, còn mẹ, còn nhà nước không? Ông này ông đâu có thời gian mà ông đến đây ông đợi từ sáng đến giờ con. Khó khăn dữ lắm. Mà vì thương yêu dân tộc, thương con dân Việt Nam, thương đất nước, vì nghe lời của Hồ Chí Minh mà làm chữ thập đỏ, yêu thương không phân biệt chủng tộc, màu da, thứ tóc, nhất định dẫn con đi khám bệnh. Con thấy bắt đầu từ khi con hết bệnh rồi, con trở về con phải trở thành một con người mới nè. Con phải ngoan hiền với cha, với mẹ, với chòm xóm láng giềng, với vợ, với con, với nhà nước, với xóm giềng. Con làm được chuyện này không? Nhất định con phải nghe lời cha nói hôm nay nha. Và nếu con hôm nay mà con có quên rồi, con mở lại cái clip này con nghe. Đây là cái lời mà cha nói rất là ý nghĩa, là giá trị đó với con nha. Còn riêng về ông chủ tịch chữ thập đỏ, cha tán dương không? Ông không có ngại người này là ai, miễn là trong địa bàn của ông là ông sẵn sàng dẫn đi. Nhưng cha hỏi ông, nếu như ngày mai có một người ở xã Bình, xã một huyện Mỏ Cày Nam mà bị ung thư, ông dẫn đi không? Nếu như có một người, nếu như có một người ở Mỏ Cày Nam mà họ đến xin ông chủ tịch Mỏ Cày Nam, ông chủ tịch Mỏ Cày Nam ông nói tôi bận quá tôi đi không được, thôi anh đến nhờ ông chủ tịch tại này nè, à, thì con đi không? Đi, cha, nhận gì đi. Cha đâu có hỏi bà. Ông này trả lời chậm quá. Phải không? Rõ ràng nếu mình không đi được, mình nhờ tỉnh hội. Chỗ đó là chỗ cha khen con. Đâu phải con đi nhưng mà con không đi được, nhưng mà con tìm cách cho người ta đi. Cái chỗ con nhờ đó là chỗ đó là chỗ cha khen con. Đâu phải con ngồi ở đây là con ngon. Con ở đâu không quan trọng, miễn là người dân của con được chữa bệnh, đó là vì con tìm đủ cách để cho người ta đi chữa bệnh. Đó là cái chỗ cha khen. Chứ không phải con xuất hiện ở đây là cha khen, cha thích không có. Đối với cha Tường, con làm cách nào miễn con thể hiện cái lòng từ bi của con trên người dân là cha đã chịu. Phải vậy không nè? Vậy hôm nay con thể hiện người dân cho con ở đây, cha rất là tán dương. Nhưng con hãy nhớ một điều này: làm ơn thì phải làm ơn sao? Hả? Cho trót, đúng không? Làm thì phải làm cho trót. Có ba chuyện sau đây con phải làm. Một, con về quê hương của con thông báo với xã con rằng con đã tìm ra được một cái chỗ chữa bệnh nan y bằng công nghệ. Con làm được chuyện này.
Điểm thứ hai, con phải nói quê hương của con, xã của con, bất kỳ một người nào trong xã của tôi mà bệnh nan y tôi dẫn qua bên này để chữa trị, con làm được điều này. Đó là Hồ Chí Minh đã dạy. Và nếu con làm được như thế thì con mới xứng đáng là chủ tịch chữ thập đỏ xã gì? Xã An Hải. Ngày xưa cái tầng lớp chủ tịch đàn anh của con đó, họ giữ một cái truyền thống tốt đẹp là không phân biệt chủng tộc, không phân biệt chính trị và phải đứng trung lập. Đó là chữ thập đỏ. Ngày hôm nay con lên kế nghiệp đàn em con cũng không phân biệt chủng tộc, không phân biệt chính trị, con cũng trung lập. Nhưng con còn có thêm một cái hay nữa là con dắt người đi chữa bệnh. Đúng vậy. Có phải con vừa giữ được cái truyền thống đẹp đó mà con vừa làm thêm được một chuyện là dắt con dân đi chữa bệnh. Giá trị không? Vậy ta khuyên con hai điểm rồi nha. Điểm thứ nhất là con phải thông báo cho cái xã con biết có một cái công nghệ nano để chữa ung thư. Điểm thứ hai là tôi là chủ tịch chữa thập đỏ xã, tôi sẵn sàng dẫn người trong xã tôi đi và thông báo cho họ biết nơi này chữa bệnh trên tinh thần yêu thương và cho. Chưa có một con bác sĩ nào mà ngon như vậy. Chưa. Điểm thứ ba, ta nhắc con một điểm thứ ba. Con phải coi cái nơi này là cái nơi mà cứu dân của con. Vì nếu ở xã con mà cứu được, con có dẫn qua đây không? Vậy con phải coi cái nơi này là cái nơi mà tôi phải quyết tâm tôi giữ vững để mà cứu dân. Đó là cái chức trách của chữ thập đỏ. Cha nói vậy đúng không? Và nơi này nó có một cái công khai để chữa bệnh. Cho nên giờ đây con phải coi cái nơi này giống như là cái nơi mà tôi có cơ hội để tôi cứu dân. Cha nhắn nhủ ba con ba điều này, con nhắm con làm được không? Phải cố gắng nha. Rồi, đó là những cái cha nhắn nhủ vậy hết rồi. Rồi cuối cùng con có ý kiến gì con nói cho mọi người nghe. Thì thôi thưa cha, thì nay thì ở địa phương thì cũng có người bệnh qua điều kiện chữa trị thì cũng không hết, thì tìm đến cha thì nhờ cha giúp đỡ để cho mau lành bệnh thì trở về địa phương để lo cho gia đình, cha mẹ, con cái, với giúp cho địa phương được tốt đẹp hơn. Mong cha cứu giúp. Đã đến đây thì cứu, chứ không có mong nữa nha. Đã đến với cha được rồi là tự động cha có cách cứu, không có xin nữa. Hồi nãy ở ngoài cổng mới xin. Khi mà đã nhận vô đây rồi thì ở đây tự cha có cách cứu, không xin nữa. Hồi nãy ngoài cổng nó mới xin nha. Vậy cha nhắc nhở mọi người nha. Còn hồi nãy cha nói cho con rồi, nếu mà con đi trật cái phát đồ này rồi thì con rớt tháng thứ hai là con rớt. Vậy thì con ơi, con không được buồn ai nha. Mà nếu con giữ vững cái phát, có những người giữ vững phát đồ này vẫn chết là bởi vì mình đã về đây yếu quá rồi. Giống như nãy con dở cái bụng con lên là còn cái dấu mổ còn bong gòn còn đó, phải không? Có nghĩa là bệnh đã nặng quá rồi. Mà ta mổ ra xong ta không làm gì được ta, mai lợi mà. Cho nên con phải cố gắng nha. Cho dù con có chết ở đây, con phải vui. Ba chuyện sau đây con vui. Chuyện thứ nhất là những người thân của con đã không phụ lòng con, đã đưa con đến một cái nơi mà coi như không còn nơi chữa trị. Người thân con không hối hận khi sống. Điểm thứ hai là người thân con đã làm tròn trách nhiệm với con. Điểm thứ ba nữa là người thân của con cảm thấy con là không bỏ rơi con trong lúc mà con đau bệnh. Nếu con có chết tại đây con hãy vui mừng thân quen, vì người thân của con không buồn. Vậy thì nếu con có chết tại đây con phải vui mừng. Bởi vì cái bệnh ung thư này, nếu cha nói nếu con ở nhà là con sẽ chết. Vậy con chết ở nhà chứ chết ở đây con chọn chết ở đâu? Chết ở bệnh viện nghe con, để cho nó mãn nguyện cuộc đời này, ngậm cười nơi chúng xuống. Đó là những điều cha nói vậy ha. Rồi bây giờ còn có phần ký giấy. Thì đây là cái hồ sơ đơn xin khám chữa bệnh miễn phí ha. Con ký vô đây thì con sẽ chữa bệnh miễn phí. Còn đây là một cái đơn giấy cam kết khám chữa bệnh.
trong cái giấy cam kết này là cha đã ký hai tờ. Cha đã ký hai tờ và cha đã đóng mộc rồi. Một tờ giữ lại đây, một tờ gửi cho ông chữ thập đỏ này. Con đem về xứ con giữ trong người của con. Rủi thủ trưởng của con có hỏi con đi đâu thì con lấy này ra con làm chứng là tôi dắt con dân của mình đi chữa bệnh. Thì cha ký trở lại cho con rồi, chắc chắn thủ trưởng con không làm khó con nha. Cha cân đo đong đếm sát sườn kẻo nó lủng củng vậy sao. Trong cái đơn xin khám chữa bệnh này có mấy chuyện sau đây nè. Thứ nhất là con không được sai phác đồ. Thứ hai mà trong quá trình điều trị con mà nếu con có trúng gió, con có chết, con có gì lý do gì đó mà con chết, con không được thưa kiện ông chủ tịch, những người ở đây. Con có đồng ý không? Ngày con đến bệnh viện Triều An con đã ký rồi. Trước khi mổ có ký không? Đã ký rồi, chết là đem gì chôn. Phải không nè? Thì con làm như thế người ta mới chữa bệnh được. Chứ bây giờ mà mổ cho con mà không ký giấy thì mổ rồi lỡ con chết bất tử rồi con thưa người ta chôn rồi băng. Trên đời này không còn bác sĩ cứu người nữa con. Phải không? Trên đời này không còn bác sĩ. Vậy hai cái tờ này ở đây, ở phòng khám này giữ một tờ và ông chủ tịch chữ thập đỏ giữ một tờ. Nha. Con giữ một tờ để thủ trưởng con hỏi con có cách. Nha. Rồi như vậy là ký vô đây nha. Thủ trưởng, người bệnh ký vô, người mẹ ký vô và ông chủ tịch chữ thập đỏ ký đóng dấu vô đây. Nha. Còn cha đã ký phần cha rồi. Ngày giờ anh ký trước đây. Người làm chứng hai ký đóng mộc luôn. Có cái gì? Ký kịp ký đây. Mà sáng giờ có đi mướn phòng chưa? Ở bên con còn phòng không? Nhiều không? Chút nữa con chưa đi mướn phòng phải không? Chút nữa theo anh chủ nhà trọ này nha. Đóng giống cho. Rồi con ký vô đây. Mẹ ký vô. Rồi như vậy là cái tờ này chút nữa là các lương y, các bác sĩ ký vô đây nha. Rồi sau đó thì giao lại cho ông chủ tịch chữ thập đỏ một tờ. Bây giờ nhiệm vụ cha đã nhận bệnh tới đây là xong. Bây giờ cha giao lại cho các lương y, bác sĩ chữa bệnh nha. Nha rồi, bây giờ mời mọi người đứng lên đọc kinh nha. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng ăn. Chúng con kỳ vì danh Chúa nhân từ cho các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thay mặt Đức Chúa Trời sáng láng như vậy vô cùng. Như danh Cha và Con và Thánh Thần. Ông chủ tịch chữ thập đỏ dẫn dân của mình vô phòng khám, xong hết trách nhiệm, phần còn lại để cha và các thầy nha. Chúc con vừa bình an mạnh khỏe nha. Hy vọng cha có việc qua đó nhé cha. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị.